Ngọc mến chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, phụ nữ và đàn ông hiện nay yêu nhau thì không chỉ còn nắm tay hay là trao cho nhau những nụ hôn nhẹ nhàng như xưa, mà giờ nó thể hiện sâu sắc hơn, thậm chí là lên giường với nhau, sống chung với nhau ngay từ thời điểm có tình cảm. Tuy nhiên thì nhiều đàn ông và phụ nữ hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của sự gần gũi là gì, chứ chưa nói đến kiến thức về chuyện chăn gối. Có nhiều cô gái sau khi lên giường với chàng trai rồi và sau đó chia tay thì nói rằng anh ta lợi dụng mình. Còn khi yêu mà người phụ nữ không cho người đàn ông thì đàn ông nói rằng cô ấy không yêu mình. Vấn đề ở đây là cách hiểu khác nhau giữa tâm lý của đàn ông và phụ nữ về chuyện ấy. Và trong video này thì Khánh Ngọc muốn chia sẻ với các bạn bốn kiến thức về chuyện chăn gối mà khi yêu giữa đàn ông và phụ nữ nên biết. Thứ nhất, đàn ông và phụ nữ coi ý nghĩa của tình dục là khác nhau. Hiện nay, nhiều đàn ông, nhiều người đang nói về bình đẳng, thậm chí họ còn cho rằng cần có bình đẳng tuyệt đối giữa nam và nữ. Thật ra trên đời này không tồn tại bình đẳng tuyệt đối. Ngay cả chuyện chăn gối đối với nam và nữ nó có ý nghĩa khác nhau. Đối với đàn ông, tình dục là một thú vui, nó có thể không liên quan đến tình yêu và họ không muốn chịu trách nhiệm. Nhưng đối với phụ nữ, tình dục và tình yêu là một sự liên kết. Phải yêu mới có chuyện ấy xảy ra. Hay nói cách khác, đàn ông có thể dễ dàng có ham muốn và lên giường với bất kỳ phụ nữ nào, dù già hay trẻ, xấu hay đẹp, dù không có tình cảm. Nhưng phụ nữ thì không. Họ phải có sự thu hút, sự cám dỗ trước khi họ lên giường với đàn ông. Vì vậy, ở quan hệ chăn gối là chủ động đối với đàn ông và thụ động đối với phụ nữ. Bởi về bản chất ý, tình dục là sự thụ động của phụ nữ. Khi yêu thì đàn ông thích phụ nữ cởi mở, phải thoáng. Nhưng khi kết hôn rồi, đàn ông lại muốn tìm phụ nữ kín đáo, nguyên vẹn. Đàn ông có nhiều lý do để đòi hỏi, trong khi phụ nữ thì lại có ít lý do để từ chối. Người ta nói tình yêu của đàn ông được nhìn bằng mắt, còn tình yêu của đàn bà là bằng giác quan, các bạn ạ. Cái thứ hai là đàn ông quan tâm đến kết quả, ở phụ nữ thì quan tâm đến quá trình. Đối với đàn ông, ở lên giường là kết quả cuối cùng và mọi thứ đều có thể phục vụ cho kết quả này. Đàn ông không quan tâm đến việc làm gì để đạt được kết quả, mà họ lấy kết quả để đánh giá bản thân mình và đánh giá đối phương. Chẳng hạn như là làm tình với cô gái này thật thú vị. Ở đây là kết quả mà họ thấy được sau khi lên giường với phụ nữ. Nhưng đối với phụ nữ, chuyện ấy là một quá trình. Đó là quá trình người đàn ông thể hiện tình cảm của mình, sự chân thành của mình. Kết quả không quan trọng bằng quá trình đi đến kết quả đó. Phụ nữ họ muốn đàn ông hoàn hảo từ phút đầu lên giường cho đến phút cuối, tức là cả một quá trình dài hàng chục phút đồng hồ quan hệ. Trong khi đàn ông họ quan tâm đến mấy chục giây cuối cùng, tức là thời điểm về đích. Đây là hai tâm lý đối lập nhau giữa nam và nữ về chuyện ấy. Vì nam giới họ coi trọng kết quả nên sau khi quan hệ họ thường cảm thấy mệt mỏi. Còn nữ giới sau khi quan hệ thì sẽ ngày càng phụ thuộc hơn vào đàn ông. Các bạn khi yêu đều nhìn thấy rất rõ, ở phụ nữ khi đã lên giường với đàn ông thì phần lớn là bị phụ thuộc vào đàn ông. Cái thứ ba đó là đàn ông cho rằng khi yêu là phải lên giường, còn phụ nữ thì không hoàn toàn như vậy. Dù là khi yêu hay là khi đã kết hôn, đối với đàn ông tình yêu phải có tình dục, yêu là phải dâng hiến chứ không có chuyện yêu chay. Không người đàn ông nào bây giờ khi yêu một cô gái mà chỉ chấp nhận nắm tay cô ấy. Họ muốn đòi hỏi nhiều hơn ở phụ nữ khi yêu. Thậm chí là có nhiều chàng trai đưa ra yêu sách đối với cô gái. Chẳng hạn là không cho thì chia tay, ví dụ như vậy. Có không ạ? Hay nói cách khác là đối với đàn ông ấy, tình yêu và tình dục phải song song với nhau. Nếu không có tình dục thì đó không phải là tình yêu. Còn đối với phụ nữ thì họ nghĩ ra sao? Phụ nữ họ tâm lý tách biệt hoàn toàn. Tôi có thể yêu anh
nhưng lên giường với anh lúc này thì không được. Như mình vừa nói, phụ nữ họ thiệt thòi và ở cái thế bị động hơn so với đàn ông, nên họ thường tự bảo vệ mình. Đàn ông có thể yêu cô gái 3 tháng hay 1 năm, nhưng trong khoảng thời gian đó, phụ nữ rất hiếm có người nào đó lại đòi hỏi đàn ông về chuyện ấy. Chỉ có đàn ông mới là người chủ động đòi hỏi. Chính vì tâm lý khác nhau về điều này, nên giữa đàn ông và phụ nữ khi yêu rất dễ xảy ra xung đột, mâu thuẫn khi một bên quyết đòi bằng được, còn một bên thì quyết giữ. Như vậy, nếu để hài hòa thì chỉ còn cách là gì ạ? Đó là thuyết phục và đàm phán. Cũng giống như trong chiến tranh vậy, chỉ có ngồi lại đàm phán và thuyết phục nhau thì mới có một thỏa thuận chung. Trên thực tế thì đàn ông bây giờ phần lớn là dùng vũ lực để buộc phụ nữ phải khuất phục, phải đầu hàng và chiếm đoạt, đẩy người phụ nữ buộc phải chấp nhận, phải không ạ? Khi đã có tình yêu của cô gái thì đàn ông luôn muốn có một nửa còn lại, đó là tình dục. Cái tâm lý cuối cùng trong chuyện chăn gối thì đàn ông là những người nói dối rất nhiều. Bởi vì chuyện chăn gối nó quá hấp dẫn với đàn ông, nên họ không ngại nói dối để đạt được kết quả hay là mục đích của mình. Chẳng hạn để thuyết phục phụ nữ thì đàn ông hay nói những câu đại loại như là anh hoàn toàn không quan tâm đến quá khứ của em, anh chỉ cần em ở hiện tại. Nhưng thực tế có phải như vậy không ạ? Khi mà chiếm đoạt được và buộc người phụ nữ phụ thuộc vào mình thì đàn ông sẽ lấy cái đó làm cái cớ để trói buộc người phụ nữ đó. Những người đàn ông mà nói câu này toàn là những người thiếu trách nhiệm và rất dễ thay đổi khi đã có được thứ mà họ muốn. Thực tế thì đàn ông muốn có được người phụ nữ thì họ càng phải nài nỉ, càng phải lấy được lòng tin của người phụ nữ đó. Nếu phụ nữ nhanh chóng chấp nhận lên giường với đàn ông thì đàn ông coi người phụ nữ chỉ như một thú vui. Nhưng người phụ nữ kiên trì thì đàn ông ngay lập tức coi người phụ nữ đó là đối tượng của mối quan hệ lâu dài. Bởi bản chất của đàn ông là nâng niu những cái mà họ khó chinh phục. Và có một vài tâm lý ngược khác, đó là khi đàn ông yêu phụ nữ nhiều thì phụ nữ có thể không yêu đàn ông. Khi phụ nữ dần thích và yêu đàn ông thì đó có thể là lúc đàn ông bắt đầu cảm thấy chán người phụ nữ. Tình yêu của đàn ông là quá trình dần biến thiên nga thành cóc. Tình yêu của phụ nữ là quá trình dần biến ếch thành hoàng tử. Khi yêu, đàn ông luôn nghĩ về phần thân dưới của phụ nữ, còn phụ nữ thì nghĩ nhiều hơn về nửa sau của cuộc đời, tức là họ nghĩ tới cuộc sống hôn nhân. Đàn ông thể hiện tình yêu bằng cách có được phụ nữ tốt, phụ nữ thể hiện tình yêu bằng cách giữ chân người đàn ông tốt. Các bạn thân mến, như vậy là có nhiều tâm lý rất khác nhau giữa phụ nữ và đàn ông trong chuyện chăn gối và tình cảm. Hiểu biết những tâm lý đó cũng là cách để chúng ta xử lý các tình huống được tốt hơn các bạn nhé. Buổi chia sẻ ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại.